Hải Nú Cấm xin chào tất cả các bạn. Thì theo lời yêu cầu của nhiều bạn, nhờ Hải Nú Cấm quay lại cung đường từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi. Thì hôm nay Hải Nú Cấm sẽ thực hiện lại theo lời yêu cầu đó, Hải Nú Cấm quay lại cho các bạn cùng xem. Và công ty du lịch cũng đang gấp rút sửa lại những con đường đã hư hỏng nhanh để hoàn tất, để kịp đón khách vào ngày 1 tháng 1 năm 2022. Thì các bạn nhìn thấy từ ngoài đường vào thì công ty du lịch cũng chuẩn bị treo cờ hai bên và băng rôn sẵn sàng đón khách nhé các bạn. Còn bên trong những quán ăn uống cũng chuẩn bị dọn dẹp buôn bán trở lại nhé các bạn. Còn những anh xe Honda ôm cũng sẵn sàng đưa đón khách lên xuống núi như ngày nào. Núi Cấm sẽ nhộn nhịp trở lại, bà con rất vui mừng, không còn cảnh vắng lặng và buồn bã như mấy tháng vừa qua nữa. Hãy Núi Cấm có vài lời gửi đến tất cả bà con trên mọi miền Tổ quốc. Trên đường chạy, Hãy Núi Cấm không nói gì thêm nữa. Các bạn ngắm lại cung đường quen thuộc từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi nha. Thank you.
Hãy Nú Cấm xin chúc bà con trên mọi miền đất nước có thật nhiều sức khỏe. Hãy Nú Cấm xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau.